chào mừng mọi người đến Huế và thưởng thức những món ăn đặc sản của Huế. Món đầu tiên đây là món bánh canh Nam Phổ. À, đây là bánh canh Nam Phổ. Ở trong là có chả cua và bột bột mì, bột lọc mà nấu sẵn sẵn vậy nè. Rồi, món thứ hai là món bánh ướt thịt luộc chả da. Này là bánh ướt là thịt luộc chả da, ăn với là nước bánh ngọt. Cái này ăn với nước ngọt. Rồi còn cái này gọi là bánh ram ít. Cái vàng vàng là ram, còn cái kia kia là bánh ít. Rải lên một ít bột của tôm xay ra. Còn cái này là bánh bèo. Cái này ăn với nước mắm mặn, cái này ăn với nước mắm ngọt. Bánh bèo. Bánh bèo của bụng mê. Rồi. Bánh này là bánh được lọc thì biết rồi, ăn với nước mắm mặn. Cái này mặn, cái này ngọt. Ngọt. Nó hai cái này giống nhau mà cái này có ớt thì cái này cũng chanh nữa. Giờ chọn cho lựa đó, đi xe máy, đó là xe máy, đi xe máy xong rồi đi tới chồng dĩa, cái chồng dĩa bánh bèo nè, bánh lọc nè, bánh canh nè, lúc đó là mang ba dĩa, còn làm như tới chục dĩa. Bây giờ đã nói qua món ăn rồi thì sẽ nấu ba giá cho mọi người nghe nha. Bánh canh, bánh bèo, bánh nọng, bánh lọc, bánh rang, bánh gói, bánh ướt, thịt chả thì đều đồng giá là 15.000 một phần. Ở đây sẽ có nước uống là sữa chua, nước chanh, muối, sữa đậu xanh, đậu nành, với đậu bé là giá từ 5 đến 7.000 đồng. Và có cả shop online nữa nha. Nói chung là so với Sài Gòn thì rẻ hơn Việt Nam đây. Đâu, cách đây mà 1 năm á, ở đây là giá có 10.000 thôi. Bây giờ mới lên. Nhưng mà cũng dễ rất là nhiều như vậy, mà 15.000 thì mình vẫn thấy là giá hợp lý. Lên 5.000. 5.000. Năm sau tới 20. Năm sau tới 20. Thôi vậy cho đủ ăn đi. Dạ ăn bù gì đó sao nha. Rồi ai ăn cái gì ăn ngon rồi gọi thêm. Có đậu xanh. Rồi em